Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 5, bài 5 của Sắm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lời đầu tiên, Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thanh Long xin tiếp bài 5. Bao giờ ngựa đá sang sông thì dân vĩnh lại quận công cả làng. Hà thời thạch mã độ giang, thử thời vĩnh lại quận công cả làng. Đoạn này hai câu thơ trên và hai câu thơ dưới đồng một nghĩa với tính cách minh bạch của sự chỉ đích danh. Đoạn này cho phép ta hiểu rõ ý nghĩa của nó một cách xác thực. Đây là quyển Chuyện Con Ngựa Đá của làng Vĩnh Lại, xảy ra vào đời hậu Lê Nhân Sâu. Ngựa đá sang sông, dân miền Vĩnh Lại nơi quê hương của cụ Trạng, hiếu học và trọng việc khó cử. Nhân học thì rất nhiều mà đổ Trạng thì rất ít. Chẳng có mấy người làm nên những sự nghiệp lớn lao, trong khi các miền xung quanh phát tích không biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, văn thi, tiến sĩ, hòn giáp, võ thì đô đốc, quận công. Thấy thế dân miền Vĩnh Lại cũng nghĩ lấy làm tức. Các sĩ tử mới rủ nhau đến hỏi cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm xem ra thế nào, nhưng cụ không trả lời, bảo đó là thiên cơ bất khả lậu. Người ta cũng không hài lòng về điều ấy của cụ. Chẳng những lại thế mà còn cho cụ là một người thâm hiểm. Sao không biết mà không chỉ? Nghe phong phanh tin ấy, cụ Trạng bèn làm một con ngựa đá để ở trên bờ sông Vĩnh Lại. Trên lưng con ngựa, cụ cho để thợ khắc hai câu thơ chữ nho như sau: Hà thời thạch mã độ giang, thử thời Vĩnh Lại nghinh ngang sông Công Hầu. Và hai câu thơ nôm dịch ý nghĩa hai câu chữ nho trên: Bao giờ ngựa đá sang sông thì dân Vĩnh Lại quận công cả làng. Khi con ngựa đá được dựng trên bờ sông, mọi người đều tụ tập xem, và dân làng Vĩnh Lại đời này qua đời khác ngóng ngóng đón xem chừng nào con ngựa đá sang sông, xem làng có thể phát toàn đô đốc quận công không. Và cũng là người cho đó là ý cụ, bảo cho dân làng Vĩnh Lại biết rằng đây là một công việc không bao giờ có được. Cũng như câu tục ngữ: Bao giờ râu díp làm đình, gỗ lem liêm ăn ghém thì mình lấy ta. Râu díp bao giờ làm đình được, gỗ liêm bao giờ ăn ghém được, mà hồng tích chuyện trăm năm. Cũng như ngựa đá bao giờ mà lội qua dòng sông được, mà hồng những chức quận công đô đốc. Ngày qua tháng lại, con sông Vĩnh mỗi ngày một lỡ thêm để bồi qua bên kia. Thấm thốt đến cuối đời hậu Lê thì con ngựa đá không biết chạy mà sang qua sông thật. Sở dĩ có việc ấy là do bờ sông hai bên bồi lỡ mà thay đổi. Tới chừng này, dân làng Vĩnh Lại mới nhao lên và chờ đón tin mừng. Mọi người được hy vọng một chức quận công đô đốc sẽ tới cho đời mình. Dân các làng khác nghe tin cũng gớm cho dân làng Vĩnh Lại,
uy tín cụ Trạng từng đến đây lại sống lại và đồn đi khắp nơi. Đâu đâu cũng bàn tán về chuyện con ngựa đá ở bờ sông Vĩnh Lại. Con gái các nơi thi nhau mà về làm dâu làng Vĩnh Lại. Trong bụng thầm mong rằng rồi mai sẽ trở nên bà đô đốc hay bà quận công. Trai làng Vĩnh Lại ngang tàn lên mặt, trai các làng khác không ai dám động tới, ngại rằng lỡ ra nay mai các cậu làm nên thì coi chừng tôi cơm. Đang như vậy thì cuộc chiến tranh giữa Tây Sơn và Nguyễn trong Nam nổi dậy. Không bao lâu quân Tây Sơn đánh trận tiêu diệt chúa Nguyễn, rồi thừa thắng đem binh ra diệt luôn chúa Trịnh ở Bắc. Tây Sơn trả lại quyền cho nhà Lê, vua nhà Lê từ đó thoát khỏi nạn chúa Trịnh chuyên quyền. Nhưng sau khi vua Huyễn Tông mất, vua Lê Chiêu Thống lên ngôi, dòng dõi họ Trịnh lại trở lại, nhà vua phải mật triệu Nguyễn Hữu Chỉnh ở Nghệ An ra giúp. Chỉnh đem ra đánh đuổi và dẹp tan đám con cháu chúa Trịnh còn sót lại. Nhưng Chỉnh lại chuyên quyền và ra mặt chống với Tây Sơn. Nguyễn Huệ thấy vậy liền sai tướng Võ Văn Nhậm đem binh ra đánh Chỉnh. Quân Nhậm tiến gần Thăng Long, Chỉnh đem vua chạy trốn. Nửa đường Chỉnh lại quân Nhậm bắt sống, còn vua thì thoát, nhưng phải giả dạng là thường dân mang ấn tín trong mình mà chạy. Tướng Tây Sơn cho lính mã rượt theo, nhà vua phải qua sông Vĩnh Lại và ở lại làng này. Dân làng thấy thớ, cho là điềm trời xui khiến mới rước vua về đình và thảo hịch chiêu mộ quân sĩ để chống với Tây Sơn. Sẵn có ấn tín của nhà vua mang theo, dân làng liền biết nhà vua phải ký giấy phong tước cho mình. Tội nghiệp cho nhà vua lúc đó còn thế lực y quyền gì nữa đâu, lại ở trong tay chúng, thôi thì cung điện ngai vàng còn chả tiếc được, huống chi là những chức nọ tước kia. Nhà vua cũng đành phải chiều lòng, người này được người kia cũng tới xin tới đòi. Ấy thớ là chỉ nội mấy đêm mấy ngày, bao nhiêu các cụ đinh tráng trong làng đều là người quận công, kẻ thì đô đốc, chứ trừ ra mấy kẻ chưa đến tuổi trưởng thành là chịu làm bạch đinh. Lại cả bao nhiêu các bà cũng được phong chức phu nhân. Phong tước xong, nhà vua từ giả để chạy đi nơi khác. Thế là dân làng Vĩnh Lại chỉ nội trong mấy đêm ngày đã thành quận công đô đốc, và toàn thể dân đinh trong làng đều đứng dậy phá nhà Lê chống lại với nhà Tây Sơn. Nghe tin, tướng Võ Văn Nhậm liền đem quân tràn sang dẫn vào làng Vĩnh Lại chống cự không được. Bao nhiêu đô đốc quận công đều bị giết chết hoặc bị bắt, tai hào họa xảy ra cả làng, biết bao nỗi thảm thương rùng rợn. Và có thơ rằng: chim bằng có cánh về đâu, chết tại trên đầu hai chữ quận công. Câu này xét về mặt danh tướng và sự nghiệp, việc xem hiển nhiên
nhưng chỉ vào Nguyễn Hữu Chỉnh, bởi lợi danh tước của Chỉnh bằng những quận công. Và cũng vì công danh vọng đó, Chỉnh đã bị quân nhà Tây Sơn xử tử hình. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin dừng video ở đây. Mong tất cả các bạn ủng hộ, xem quảng cáo và đăng ký để Thanh Long Vlog tiếp tục bài 6, trang 6 để các bạn thưởng thức quyển Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thanh Long Vlog xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn.